Lợi ích từ nuôi sâu canxi. Hiện nay, sâu canxi, ấu trùng ruồi lính đen, được nhiều nhà nông biết đến thông qua những lợi ích thiết thực mà nó mang lại trong nông nghiệp. Vậy những lợi ích từ việc nuôi sâu canxi trong trồng trọt và chăn nuôi như thế nào? Hãy cùng ruồi lính đen.com.vn tìm hiểu nhé! Sâu canxi chính là ấu trùng ruồi lính đen. Chúng có sẵn trong tự nhiên ở nước ta nhưng phân tán với số lượng không nhiều. Ruồi lính đen là một loại côn trùng đặc biệt, không giống như những loại ruồi gây hại. Nó sinh sống, phát triển vòng đời trong vòng 45 ngày từ trứng phát triển thành ấu trùng, rồi từ ấu trùng phát triển thành nhộng, nhộng phát triển thành côn trùng và sinh đẻ. Sở dĩ gọi ấu trùng của ruồi lính đen là sâu canxi bởi thật sự nó là loài côn trùng chứa nhiều chất dinh dưỡng canxi. Những lợi ích kinh tế sâu canxi mang lại. Dùng làm thức ăn chăn nuôi, đặc biệt là nuôi gà, vịt, cá kinh phí giảm hơn so với mua thức ăn viên công nghiệp. Dùng làm phân bón hữu cơ chất lượng cao trong trồng trọt. Xử lý rác thải hữu cơ từ sinh hoạt, cống rãnh, các nhà máy chế nông thủy hải sản xử lý phân gia súc gia cầm. Việc nuôi sâu canxi không khó như nhiều người vẫn nghĩ. Trứng ruồi để nuôi được 10 kg ấu trùng ruồi lính đen ở giai đoạn cho hàm lượng đạm cao thì cần 10 miếng giá thể có trứng ruồi. Đặc biệt, ưu điểm nổi bật của việc sử dụng protein côn trùng, trong đó tiêu biểu là sâu canxi. Sâu canxi có thể sản xuất với số lượng lớn trong điều kiện không gian hẹp vì chúng phát triển rất nhanh. Đây là một trong những điểm mạnh của việc sử dụng protein từ côn trùng so với các nguồn protein khác có nguồn gốc từ thịt lợn.